cửa hàng đội đèn xe máy Son Anh. Xin chào quý vị, trước mặt mình là chiếc xe A-Plus ha, từ năm 2013 đến năm 2015. Rồi độ bên mình là một cặp bi led X-Line V20 ha, vòng thiên thần màu trắng, mắt quỷ là màu xanh ngọc ha, xi nhan chuyển sang màu vàng nha quý vị. Rồi ok, mở nhanh và lâu em ơi. Đó, nhà chỉ sang màu vàng rất là ngầu luôn ha, ở ngoài rất là chắc luôn. Rồi bên đây luôn em, ok. Rồi em chuyển ưu tiên luôn đó, chế độ ưu tiên nè quý vị. Đó, đây là chế độ đèn ưu tiên ha. Rồi em bắt xin ban ngày. Rồi bắt đèn bắt xin ban ngày nè quý vị. Billet X-Line V20 cực kỳ, bắt xin cực kỳ đỉnh luôn nha quý vị nha. Đó, rất là chất luôn ha, cực kỳ ngầu luôn ha. Rồi ok, code và pha là cho ra 100% luôn quý vị, không cản ánh sáng nha. Rồi có bạn nào làm xin liên hệ shop, địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Số điện thoại là 034 666 9686. Số điện thoại này mình có kết nối Zalo, các bạn có nhu cầu kết nối kết bạn với mình luôn nha. Xe này độ cực kỳ chất luôn quý vị ơi. Đó. Rồi mở đèn chiếu sáng lịch sự đi. Đây là chế độ code, không gây chói mắt người ta đi ngược lại nha. Mở pha. Rồi ok, pha nè quý vị. Code nè, pha nè. Rồi ok, mình đã chỉnh vừa tầm rồi nha các vị. Rồi bắt xin em, bắt xin nè. Đó, quá ngầu luôn. Rồi mở đèn ưu tiên lần nữa đi. Đó, xi nhan đó mình đổi là xi nhan led luôn nha, xi nhan zin nó sẽ không sáng được vậy ha. Chế độ ưu tiên nữa quý vị, ưu tiên là dành cho những bạn nào đi về đường trời mưa ban đêm á, hoặc là nhiệm vụ á, có nhiệm vụ thì mình sẽ mở lên thì người ta sẽ thấy xe của mình ưu tiên thì người ta sẽ nhường đường cho mình ha. Đó, rồi tắt đèn ưu tiên đi. Rồi ok, quá ngầu luôn ha. Đây mình muốn mở đèn ưu tiên á quý vị, bật nhanh bên trái, bật nhanh bên phải liền luôn là sẽ ra đèn ưu tiên ha, rất là đẹp. Rồi mình quay cái đuôi đèn hậu cho bạn xem nè. Bốc thắng em, bốc thắng em. Đây chuyển thay bóng led luôn nha quý vị nha. Rồi bật nhanh cái này, nhanh rất là sáng ha. Rồi ok, được rồi, mở code nè quý vị. X-Line V20 nha, code rất là đẹp luôn ha. Pha rồi, rồi cực kỳ đã luôn. Bác sĩ ban ngày, bác sĩ ban ngày nè quý vị. Rồi rồi sáng. Rồi cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất là nhiều ạ.